kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, ngay từ những năm 1970 đến nay, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành các cuộc cải cách quy định về điều kiện kinh doanh mạnh mẽ nhằm loại bỏ những quy định gây cản trở cho hoạt động kinh doanh. Ví dụ năm 1980, Thụy Điển ban hành một đạo luật cắt xén giúp bãi bỏ hàng trăm quy định về điều kiện kinh doanh và đã bãi bỏ gần 90% các quy định về giáo dục. Ở Hàn Quốc, Ủy ban Cải cách Pháp luật đã áp dụng phương pháp máy chém dưới hình thức một sắc lệnh của Tổng thống để cắt giảm quy định và trong vòng gần 2 năm đã hủy bỏ gần một nửa số quy định hành chính. Ở nước ta, trong vòng hơn 15 năm qua, chính phủ đã và đang có rất nhiều nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh. Nhưng Việt Nam vẫn đang thiếu một bộ công cụ rà soát cắt giảm quy định về điều kiện kinh doanh dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Mời quý vị theo dõi chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này với chủ đề Việt Nam cần một công cụ cắt điều kiện kinh doanh để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, các quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh là một công cụ quản lý nhà nước tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới. Các quy định về điều kiện kinh doanh hợp lý sẽ góp phần bảo vệ được những lợi ích chung của xã hội, duy trì trật tự và cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Ngược lại, những quy định không hợp lý sẽ tạo rào cản, gia tăng chi phí và rủi ro cho hoạt động kinh doanh, tạo cạnh tranh không lành mạnh, cản trở sự phát triển. Mời quý vị đến với phóng sự tổng hợp sau của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cách đây hơn 20 năm, Thụy Điển cũng ở tình trạng giống Việt Nam khi điều kiện kinh doanh không thể kiểm soát được. Rồi công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh cũng trở thành vấn đề cấp thiết của Hàn Quốc. Và chúng tôi xin trích dẫn lại lời của chuyên gia này để mở đầu chương trình hôm nay. Chúng ta đừng có không chỉ chặt chém điều kiện kinh doanh mà phải chặt chém quy định. Và cái chặt chém quy định này thì nó phải được thực hiện, không thể từ dưới lên. Có nghĩa là giao cho các bộ tự rà soát và tự làm. Và tôi cho rằng là cần phải thành lập một cơ quan độc lập có chức năng là chặt chém quy định hoặc là cắt xén quy định. Và ghi rõ chức năng chính là cắt xén quy định như ở Hàn Quốc, như ở Thụy Điển, như ở Úc, như ở Anh, vân vân. Đó đúng là tên hay deregulation, gọi là chặt chém quy định của Hàn Quốc vào năm 1999-2000. Các quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh là một công cụ quản lý nhà nước tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới. Các quy định về điều kiện kinh doanh hợp lý sẽ góp phần bảo vệ được những lợi ích chung của xã hội, duy trì trật tự và cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Ngược lại, những quy định không hợp lý sẽ tạo rào cản, tăng chi phí và rủi ro cho hoạt động kinh doanh, tạo cạnh tranh không lành mạnh, cản trở sự phát triển. Như vậy, bản chất của điều kiện kinh doanh không phải tất cả điều xấu. Bởi vì chúng ta cũng phải khẳng định một điều, chúng ta không thể chạy theo thành tích để đơn giản là để lấy cái thành tích chính trị để nói là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng mọi giá, mà chúng ta phải cân đối và đảm bảo được những cái yêu cầu của đất nước trong cái quản lý nhà nước, và nhất là trong giai đoạn hội nhập này. Tuy nhiên, chính vì việc rất nhiều điều kiện kinh doanh đôi khi vượt ra khỏi mục đích tốt là đảm bảo an toàn, an ninh cho quốc gia mà trở thành gánh nặng, rào cản cho hoạt động của doanh nghiệp, nên ngay từ những năm 1970 đến nay, nhiều nước trên thế giới đã tiến hành các cuộc cải cách quy định về điều kiện kinh doanh mạnh mẽ nhằm loại bỏ những quy định gây cản trở cho hoạt động kinh doanh. Theo tài liệu của OECD, vào năm 1980, Thụy Điển ban hành một đạo luật cắt xén giúp bãi bỏ hàng trăm quy định về điều kiện kinh doanh. Ví dụ, ở lĩnh vực giáo dục đã bãi bỏ gần 90% các quy định. Đồng thời, đạo luật cắt xén với cơ chế đăng ký quy định còn giúp làm giảm tốc độ ban hành quy định mới. Ở Hàn Quốc, vào giai đoạn 1997-1998, Ủy ban Cải cách Pháp luật đã áp dụng phương pháp máy chém dưới hình thức một sắc lệnh của Tổng thống để cắt giảm quy định. Họ buộc các cơ quan nhà nước phải chứng minh sự cần thiết của quy chế hành chính. Nếu không chứng minh được, thì quy chế đó sẽ đương nhiên bị hủy bỏ. Nhờ một cuộc triệt để như vậy, trong vòng gần 2 năm, Hàn Quốc đã hủy bỏ gần 1/2 số quy chế hành chính, từ số lượng 11.125 quy chế vào đầu năm 1998 đã giảm xuống còn 6.308 quy chế vào cuối năm 1999, chưa kể 2.411 quy chế đã được sửa đổi. Hay ở Canada, nguyên tắc được áp dụng để hạn chế điều kiện kinh doanh là nguyên tắc một đổi một, nghĩa là nếu đưa ra một điều kiện mới thì phải bãi bỏ một điều kiện hiện hành. Trong 2 năm vừa rồi chúng ta đã làm được, chính phủ đã làm được rất nhiều việc
Chính phủ làm được rất nhiều việc. Và có thể nói rằng là đang trên cái đà và cái hướng là đúng đắn, cái hướng là phù hợp. Cho nên chúng ta cần phải thúc đẩy cái hoạt động này. Đấy. Thì có lẽ cái mà cải thiện mà để mà vừa là giải quyết vấn đề trước mắt, vừa có thể cái lâu dài, thì chúng ta khung khổ thì chúng ta lấy chuẩn mực quốc tế. Và trong hành động cụ thể thì chúng ta hãy nhìn những vướng mắc nhất nào của doanh nghiệp, những bức xúc nào của doanh nghiệp, chúng ta tháo gỡ nó. Ở nước ta, trong hơn 15 năm qua, chính phủ đã và đang có rất nhiều nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh. Nhưng kết quả đạt được còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Kết quả đáng ghi nhận nhất đó là việc bãi bỏ khoảng 160 giấy phép kinh doanh vào giai đoạn năm 2000-2003 được thực hiện trong quá trình triển khai thực hiện luật doanh nghiệp. Kể từ đó đến nay, hầu như chưa có thêm một kết quả đáng kể nào trong cải cách quy định về điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, cho đến giai đoạn nóng bỏng vào cuối năm 2017 với phát súng đầu tiên của Bộ Công Thương. Chúng ta biết là cắt giảm điều kiện kinh doanh thì là một phần. Nhưng mà hàng ngày, hàng giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những điều kiện kinh doanh mới được ban hành. Cái mà tôi lo lắng hiện nay là chúng ta chưa thực sự có một cái kênh kiểm soát có hiệu quả những cái điều kiện kinh doanh mới ban hành. Thì nếu như không kiểm soát tốt cái việc đó thì chúng ta lại giống lại tình trạng khoảng 20 năm trước đây. Khi mà năm 2000-2003 chúng ta cắt giảm điều kiện kinh doanh. Và sau đó thì sau 10 năm thì điều kiện kinh doanh lại quay trở lại. Và tiếp tục, những tháng đầu năm 2018, công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh đã trở thành một làn sóng lan dần đến các bộ ngành. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang thiếu một công cụ thực sự sắc bén để có thể giúp cắt giảm điều kiện kinh doanh một cách mạnh mẽ và nhanh gọn nhất. Cộng đồng doanh nghiệp đang rất mong chờ và đang tìm kiếm một công cụ cắt xén điều kiện kinh doanh hiệu quả. Rõ ràng trên thế giới đã có rất nhiều nước thành công trong việc có được một công cụ sắc bén để cắt bỏ những điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp. Và Việt Nam thì hoàn toàn có thể có được những bài học bổ ích từ thực tiễn các nước tiên tiến này. Nhưng làm thế nào để Việt Nam có được một công cụ thực sự sắc bén giúp cắt bỏ hết những điều kiện kinh doanh, những rào cản được tồn tại dưới hình thức để cộng đồng doanh nghiệp không còn bị trói buộc vào những điều kiện kinh doanh vô lý nữa? Đó không phải là một việc dễ làm, nhưng chúng ta thực sự cần sớm tìm ra công cụ này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Chất lượng quy định về điều kiện kinh doanh hầu như chưa có sự thay đổi đáng kể, vẫn tương tự như hơn 10 năm trước đây. Tác động tiêu cực và bất cập của quy định về điều kiện kinh doanh vẫn luôn luôn là bức xúc lớn của các doanh nghiệp và trăn trở của các chuyên gia cải cách. Các bộ tự ban hành, tự rà soát, tự sửa đổi. Và với cách đó thì thông thường là nó cứ dài ra, nó nhiều lên, chứ nó không ngắn lại. Rõ ràng, chúng ta có hẳn một bộ phận thuộc Bộ Tư pháp có chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Nhưng dường như cơ quan này chưa có được tiếng nói và quyền lực thực sự để có thể giúp tham mưu cho chính phủ, cũng như đủ mạnh tay cắt giảm những điều kiện, đề xuất của các bộ ngành khác. Tất cả vẫn còn ở trong phương án và đang có hành động pháp lý. Thế thì rõ ràng điều quan trọng nhất hiện nay là các bộ phải tích cực chủ động để cắt giảm cái thời gian hiện thực hóa cái phương án cắt giảm này. Và đây là một thách thức. Quả thực, cắt giảm điều kiện kinh doanh có lẽ không thể trông chờ vào nỗ lực của một bộ, ban ngành nào cả, mà phải là sự nỗ lực tổng hợp của các cá nhân đứng đầu, của tập thể tham mưu chính sách, thì may ra mới có thể nhìn thấy kết quả. Đã đến lúc các bộ ngành nên nhận thức rằng là đây là một cơ hội cho chính bộ mình. Bởi vì cắt giảm điều kiện kinh doanh thì đồng nghĩa là tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Và thuận lợi cho doanh nghiệp thì điều đó có nghĩa rằng là họ sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế. Và như vậy thì lợi ích của bộ là từ cắt giảm điều kiện kinh doanh. Và có lẽ rằng là cho đến cái hoàn cảnh như hiện nay cùng với lại cái việc hội nhập, cùng với cái áp lực về cải thiện môi trường kinh doanh của các nước, thì tôi cho rằng là
các bộ ngành nên nhìn nhận đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mình hơn là chúng ta làm việc đó vì để đạt cái yêu cầu của chính phủ. Khi mà chất lượng điều kiện kinh doanh trở thành nỗi ám ảnh với cộng đồng doanh nghiệp, khi mà các bộ ngành dường như chưa đủ mức độ sẵn sàng cho một chiến dịch cắt giảm mạnh tay, thì có lẽ những nỗ lực gần đây của chính phủ đang trở thành một động lực mới để các bộ ngành vào cuộc cho một công cuộc cải cách thực sự đủ mạnh. Nghị quyết 83 ngày 31 tháng 8 năm 2017 đã nêu rõ, giao các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, không phù hợp, tăng cường lấy ý kiến, đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội để tạo sự đồng thuận, tính minh bạch trong việc ban hành các điều kiện đầu tư kinh doanh. Tiếp theo đó, Nghị định 98 ngày 3 tháng 10 năm 2017 đã giao chỉ tiêu cải cách cho các bộ, ngành. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính đang gây cản trở, khó khăn cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Và đến Nghị quyết 01 ngày 1 tháng 1 năm 2018 cũng nêu rõ, năm 2018 vẫn là năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và năm 2018 sẽ cắt giảm được 50% số điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính. Có thể thấy nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ trong công cuộc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thông thoáng hóa và lành mạnh hóa môi trường kinh doanh. Tại buổi làm việc của Tổ công tác của Chính phủ với 16 bộ ngành được tổ chức vào cuối tháng 2 năm 2018, Chính phủ đã yêu cầu phải gấp rút xây dựng lộ trình, phương án cắt giảm cụ thể và phải đảm bảo nguyên tắc việc cắt giảm, sửa đổi hoặc bãi bỏ phải thực chất, không cắt giảm, bãi bỏ hoặc sửa đổi theo kiểu cơ học thuần túy, gộp nhiều điều kiện vào một điều kiện, tuyệt đối không cắt giảm, bãi bỏ cái này lại bổ sung cái khác, hoặc sửa đổi, cắt giảm theo kiểu thay đổi tên gọi. Khẩn trương xây dựng phương án cắt giảm, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính không cần thiết, bất hợp lý, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành phương án cắt giảm 675 trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ này. Đây là con số cắt giảm lớn nhất trong lịch sử cắt giảm giấy phép con trong thời gian qua của các bộ ngành và cao hơn dự kiến cũng như đề xuất ban đầu với 63 điều kiện kinh doanh. Từ cái trường hợp của Bộ Công Thương thì tôi thấy rằng là đây có thể là một điển hình tốt để các bộ khác cũng phải thấy rằng là cũng cần phải có sự thay đổi, cũng cần phải chủ động hơn trong cái việc rà soát cái điều kiện kinh doanh và dự kiến những cái điều kiện kinh doanh mà sẽ bãi bỏ. Và nếu như chúng ta thấy được rằng là có một cái sức lan tỏa rất là tốt ở các bộ khác và các cái lãnh đạo của các bộ liên quan khác thì cũng chủ động trong cái việc và thực sự là quyết tâm cải cách, thì tôi nghĩ rằng là những cái điều kiện kinh doanh này sẽ được bãi bỏ một cách đáng kể. Không phải là chỉ có 675 điều kiện nữa đâu, mà theo kiến nghị của chúng tôi là gần đến 3.000 điều kiện có thể bãi bỏ được. Những cái điều kiện mà thực sự là chúng ta không cần phải quản lý bằng điều kiện kinh doanh, có thể bằng quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc là bằng những cái hướng văn bản hướng dẫn hoặc là những cái tài liệu hướng dẫn, thay vì là những cái điều kiện kinh doanh mà cảm thấy như một cái rào cản rất là lớn, nặng nề đối với doanh nghiệp. Rõ ràng, sau động thái của Bộ Công Thương, đến hết quý 1 năm 2018, các bộ ngành đã vào guồng đề xuất trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ cắt giảm khoảng 350 trên 570 điều kiện kinh doanh mà Bộ quản lý, chiếm 61%. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cắt giảm 46,64% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc 18 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Tài chính rà soát 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với tổng số 370 điều kiện kinh doanh và đã đề xuất kiến nghị bãi bỏ 99 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 89 điều kiện. Tổng số điều kiện được bãi bỏ và đơn giản hóa là 188 trên 370, đạt tỷ lệ 50,8%. Hay Bộ Tư pháp đề xuất đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ 43 trên 98 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 7 ngành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, đạt tỷ lệ 44%. Công tác rà soát và đề xuất cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh của các bộ là đáng ghi nhận. Nhưng các chuyên gia cho rằng, việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh phải đi vào thực chất, bởi nếu so với những điều kiện kinh doanh được đề xuất cắt giảm của nhiều bộ, thì con số được cắt giảm còn có thể nhiều hơn thế.
Khó khăn lớn nhất của cái quá trình cắt giảm này thì có lẽ là như tôi vừa mới đề cập, đó là những cái tư duy của các bộ ngành. Các bộ ngành vẫn, nhiều bộ ngành vẫn coi như chưa coi doanh nghiệp là cái đối tác phát triển, những cái đối tác mà họ sẽ cần phải phục vụ, những cái dịch vụ mà các cơ quan công quyền sẽ hướng tới là phục vụ các doanh nghiệp này. Và nhiều cơ quan vẫn coi như doanh nghiệp là cái đối tượng cần phải sự quản lý. Cái thách thức lớn nhất là hiện nay khi mà chúng tôi cũng nghiên cứu xem xét những cái phương án đơn giản hóa thì các cái thứ nhất là các bộ có tiến triển thì là cái điểm mừng, nhưng cái mà tôi vẫn nhìn nhận là hiện nay cái số điều kiện kinh doanh mà cắt giảm vẫn đang ở cái phần tôi gọi là phần dễ. Phần dễ có nghĩa rằng là họ mới chỉ gọi là tập trung vào những cái điều kiện mà nó vô cùng dễ, đọc lên cái có thể thấy rằng nó không hợp lý, đọc lên cái có thể thấy một người bình thường cũng có thể thấy rằng là nó không cần thiết. Ví dụ như các cái yêu cầu là có sức khỏe tốt, có đạo đức tốt, hay là có địa điểm rõ ràng, hay là những cái như vậy, những cái điều kiện đấy nó mới chỉ dừng lại ở cái phần mà tôi tạm gọi là bỏ đi thì chưa chết ai, hay là bỏ đi thì chưa ảnh hưởng gì lớn đến cái gọi là câu chuyện quản lý của các bộ ngành. Thế thì như vậy chúng ta mới cái gọi là, thế như vậy cái mà tôi cho rằng là cái mong muốn của chính phủ, mong muốn của Thủ tướng Chính phủ là muốn cắt giảm một cách tối đa, quyết liệt và triệt để những điều kiện kinh doanh không cần thiết. Thế như vậy rõ ràng là cái câu chuyện này chúng tôi hình dung ra là như vậy, nếu như nghiên cứu sâu thì ngoài những điều kiện mà các bộ đang dự kiến là bãi bỏ thì vẫn còn có rất nhiều các cái điều kiện khác mà vẫn có thể bãi bỏ được. Nhưng điều đó đòi hỏi một cái công đánh giá, phân tích có lẽ là nhiều công sức hơn. Chúng ta vẫn đang thiếu một công cụ sắc bén để có thể gọt rũa được những tảng đá chắn đường, đó là các điều kiện kinh doanh vô lý tồn tại bấy lâu nay. Và có lẽ, nghị định về kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh được kỳ vọng là cỗ máy cắt xén quy định về điều kiện kinh doanh của nước ta. Và nó cũng được kỳ vọng là một công cụ rà soát cắt giảm quy định về điều kiện kinh doanh dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật, như kinh nghiệm ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Cộng đồng doanh nghiệp và xã hội cũng đang rất mong ngóng cỗ máy cắt xén điều kiện kinh doanh sớm được triển khai và phát huy kết quả. Cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đang rất mong ngóng cỗ máy cắt xén điều kiện kinh doanh sớm được triển khai và phát huy kết quả. Và chúng ta đang chờ vào một công cụ mới trong thời gian rất gần đây thôi. Và đến đây thì nội dung chính của chương trình xin được khép lại. Phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật. Thưa quý vị, tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Lê Thị Thu Hằng, công ty luật Quốc Minh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa luật sư, gửi câu hỏi với chương trình, chị Trần Yến Nhi ở quận Ba Đình, Hà Nội có hỏi. Chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật, tôi muốn hỏi về vấn đề người đại diện cho pháp luật của doanh nghiệp. Hiện nay tôi muốn biết công ty có hai người đại diện theo pháp luật có được không? Công ty trách nhiệm hữu hạn 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên mang quốc tịch Mỹ, còn lại là mang quốc tịch Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật lại là một người khác. Hiện tại thì người đứng đầu cho công ty không làm đại diện nữa và một thành viên trên giấy phép là người Việt Nam muốn bán cổ phần. Vì vậy tôi muốn hỏi trường hợp công ty tôi có thêm người đại diện có được hay không? Và mong chuyên mục tư vấn có thể giải đáp cho tôi vấn đề này. Xin cảm ơn. Về vấn đề bạn hỏi, tôi xin được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 13 luật doanh nghiệp năm 2014, công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Về ý thứ hai bạn hỏi, hiện nay một thành viên trên giấy phép là người Việt Nam muốn bán cổ phần có được hay không? Thì tôi xin trả lời như sau. Trong câu hỏi của bạn, bạn không đề cập đến công ty bạn được thành lập vào ngày tháng năm nào. Chính vì vậy, tôi xin trả lời có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu như công ty của bạn thành lập kể từ thời điểm thành lập đến nay là chưa quá 3 năm, thì trong trường hợp này khi chuyển nhượng cổ phần, bạn phải chào bán số cổ phần này với các cổ đông khác trong công ty. Trong trường hợp các cổ đông khác không mua thì bạn mới được quyền chào bán là cho những người không phải là cổ đông của công ty, và cái cổ phần chào bán này thì phải là cổ phần phổ thông. Trường hợp đã hết thời hạn 3 năm thì bạn có quyền chào bán đối với các cá nhân khác hoặc các tổ chức khác, không phải là cổ đông của công ty. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp sẽ được phát sóng vào khung giờ mới 21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần bắt đầu từ tháng 5 năm 2018.
Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.